Xin chào các bạn, đây là chiếc Lancer Mitsubishi Rouliad. Đây là phiên bản thể thao của con Lancer với cái động cơ có turbo ngoài 200 mã lực nha các bạn. Chiếc xe này đến mình để sơn lại nguyên con, đồng thời gắn thêm cái cản độ phía trước. Cái việc gắn cản độ không đơn thuần là mua về và gắn lên nha các bạn. Trước hết người thợ đồng phải rà lại cái khe hở giữa những tấm body của chiếc xe. Chỗ nào hở quá nhiều, chỗ nào quá khít thì phải tìm cách tinh chỉnh lại cho thật là đều. Bởi vậy người ta mới nói đồng với sơn, phân hệ đồng sơn, đồng với sơn luôn luôn đi chung với nhau nha các bạn. Cái body kit này là mình nhập từ nước ngoài về. Thì thường thường người ta cứ nghĩ là mua về gắn lên là ok, nhưng các bạn sẽ thấy nó không hề ok nha. Nó hở gì lắm. Bây giờ mình đang gá lên tạm thôi để mình coi đánh giá tình trạng. Các bạn thấy bên tay phải á, nó hở lên gần cả một ngón tay. Nếu mà không có những anh thợ đồng thì chắc chắn không thể nào xử lý được những cái hở này. Cái vấn đề hở này do có nhiều lý do xảy ra. Thứ nhất là bản thân chiếc xe nó cũng không được ngay. Chiếc xe này cũng có thể là va đập từ đâu rồi, cũng có thể xảy ra tai nạn rồi. Lý do thứ hai chính là cái cản nó cũng không chính xác 100% nữa các bạn. Bởi vậy luôn luôn phải có sự chế độ. Đây là cái sản phẩm sau khi mà bác thợ đồng đã rà hết rồi đó các bạn. Những cái khe hở mình cũng đã ráng đưa về gần như là tiêu chuẩn đều hết rồi đó. Các bạn thấy không? Khác hẳn so với trước khi mà mới nhập về. Tất cả những cái khe hở xung quanh cái đèn, trên mép đèn, dưới mép đèn đều là vô đều hết. Cái khe hở xung quanh cái vè bên tay trái, vè bên tay phải chứ, là cái vè bị đụng á, nó cũng rất là đều rồi. Như vậy là có thể sẵn sàng để thực hiện công tác đồng sơn.